Con tên là gì? Con tên là Ken. Màu tiên có bố gì nhỉ? Bố Ken là bố mẹ Mẹ Thảo. À, thế con lại yêu bố Ken Mẹ Thảo không? Có ạ. À. Dê nè. Ơi. Con này, màu gì đây Mộc Tiên? Màu gì đây con? Màu gì? Giỏi quá. Màu gì nhỉ? Màu đen. Giỏi chứ. Màu gì đây con? Màu ngâu. Giỏi quá. Màu gì đây con? Màu gạt. Giỏi chứ. Màu gì đây? Màu gạt. Giỏi quá. Màu gì? Màu bài. Yeah. Màu gì đây? Màu cây. Giỏi chết nhỉ? Màu gì nhỉ? Màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Giỏi quá. Màu gì đây con? Màu gì? Màu tím. Màu tím. Màu hồng. Màu hồng. Màu gì đây? Màu hồng. Đúng rồi. Màu gì đây con? Trái nước biển. Yeah, high five. Giỏi. Màu tiên ơi, một tiên trả lời cho câu A nhá. Quả gì đây con? Quả gì nhỉ? Quả gì? Quả dứa. Quả chuối. Đúng rồi, quả gì đây con? Quả cá. Quả nào? Quả. Quả chuối khô. Quả gì? Nhìn lại. Quả dấu. Quả trâu tây. Đúng rồi, quả gì đây con? Quả cam. Quả chuối. Yeah, high five.